càng giàu đẹp hơn, đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay, thế hệ trẻ của thế kỷ 21 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống ấy để xây dựng đất nước ta và tiếp tục làm nên những thế hệ tuổi 20 rực sáng. Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hồi, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời, tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiễn đưa con, giai điệu nhớ, giai điệu thương con đường mà tôi yêu, mà tôi hát lời yêu thương, lời bóng cháy tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, mà tôi yêu, mà tôi hát lời yêu thương, lời bóng cháy tháng ngày này đất nước ơi. Tổ quốc tôi thầm mang bao nỗi vui buồn, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng, tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời bão tố phút hành quân mẹ tiễn đưa con, giai điệu nhớ, giai điệu thương chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ.